thể hoàn toàn yên tâm với những cái chất lượng mà các sản phẩm của công ty dược mỹ phẩm Pharan Green mang lại. Và mọi người cũng biết là các sản phẩm của công ty dược mỹ phẩm Pharan Green thì đều là những cái sản phẩm ít nhất thì cũng như kem chống nắng sinh học Nice Beauty thì có 1 năm trên thị trường, cũng như là 1 năm là bắt đầu là có được cái bản full, cũng như là hơn 1 năm test thị trường, đúng không ạ? Gần như tất cả các sản phẩm của công ty dược mỹ phẩm Pharan Green luôn luôn cực kỳ là cầu kỳ và kỹ tính trong cái việc trước khi đưa vào chính thức thị trường, thì luôn luôn có những cái giai đoạn test thị trường rất là lâu để đảm bảo là khi mà khách hàng sử dụng sản phẩm sẽ đạt được cái hiệu quả tốt nhất và xứng đáng với cả giá trị của sản phẩm, đồng tiền mà mọi người bỏ ra, đúng không ạ? Thì khi mà với một cái sản phẩm mà mọi người kinh doanh, đúng không ạ, thì chắc chắn cái yếu tố đầu tiên Ngân sẽ chia sẻ với mọi người về tiêu chí để sự lựa chọn sản phẩm kinh doanh, đúng không ạ? Bởi vì thực sự là khi mà mọi người kinh doanh ấy, thì mọi người bao giờ cũng sẽ phải quan tâm đến yếu tố chất lượng sản phẩm đầu tiên, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đang uống cho chính bản thân mình, sử dụng cho bản thân mình trước. Ngân nghĩ rằng nếu như bất cứ một ai kinh doanh ạ, mà chúng ta trừ những trường hợp bất khả kháng không thể sử dụng sản phẩm được. Còn nếu như khi chúng ta đã quyết định lựa chọn một sản phẩm để kinh doanh thì chúng ta nên là những người sử dụng đầu tiên, đúng không ạ? Để chúng ta có được những cái kinh nghiệm, có được cái sự tự tin khi mà mình sử dụng sản phẩm, mình biết được những công dụng của sản phẩm và mình có thể tư vấn phù hợp cho từng đối tượng khách hàng của mình, thì chắc chắn là cái yếu tố chất lượng sản phẩm là cái yếu tố đầu tiên mà bất cứ anh chị em nào cũng quan tâm, đúng không ạ? Bởi vì rõ ràng là mình đang uống vào người, đúng không ạ? Mình đang uống vào chính bản thân mình và nó liên quan đến sức khỏe của chính bản thân mình cũng như những người thân của mình, đúng không ạ? Không ai có thể đánh đổi cái sức khỏe của bản thân mình hay gia đình mình vì bất cứ một điều gì, ngay cả về lợi nhuận cao hay lợi nhuận thấp cũng không ai đánh đổi cái sức khỏe của bản thân và gia đình cả, đúng không ạ? Nên chính vì vậy mọi người cũng thấy là tại sao mà Ngân không không biết là ở những cái hệ thống, những cái sản phẩm, những thương hiệu khác thì như thế nào, nhưng riêng ở Pharan Green thì Ngân thấy là 90% đại lý là những khách hàng, họ đầu tiên là những khách hàng sử dụng sản phẩm thấy tốt, thấy chất lượng, hiệu quả, nên sau đó là họ đã quyết định kinh doanh để có thể lan tỏa sản phẩm mạnh mẽ hơn. Như vậy thì có phải là cái yếu tố chất lượng sản phẩm phải luôn luôn đặt lên hàng đầu, đúng không ạ? Nó là cái yếu tố then chốt và cái quyết định để chúng ta có kinh doanh một sản phẩm hay không. Thì với cái chia sẻ của Ngân về sản phẩm, về nguồn gốc xuất xứ cũng như là những cái thành phần, những cái công nghệ của sản phẩm thì mọi người có thể hoàn toàn yên tâm, đúng không ạ, về chất lượng của Nice Beauty, của Bách Phụ Vương, của cốm Nano Mother Kiss, của Cherry Detox White hay là của kem chống nắng sinh học Nice Beauty, đúng không ạ? Thì đó là cái tiêu chí đầu tiên mà Ngân nghĩ bất cứ ai khi kinh doanh một sản phẩm nào cũng vô cùng quan tâm, đặc biệt là những sản phẩm qua đường uống, đúng không ạ? Nên đó cũng là một cái điều mà Ngân và các anh chị em ở trong công ty rất là tự hào khi mà bản thân mình đã là những người khách hàng trải nghiệm và sau đó yêu sản phẩm, và khi tìm hiểu cơ hội kinh doanh của công ty, tìm hiểu những cái điều rất tuyệt vời, rất nhân văn của công ty thì mình đã quyết định đồng hành cùng với công ty. Và đến thời điểm này không chỉ Ngân, có rất nhiều anh chị em đã kinh doanh, đã đồng hành với Pharan Green được hơn 1 năm rồi, đúng không ạ? Lý do tại sao mọi người vẫn còn ở lại đây, đúng không ạ, vẫn còn đang tiếp tục kinh doanh và phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn nữa, thì chắc chắn bởi vì mọi người đều đang rất tin và yêu sản phẩm, yêu những cái giá trị mà sản phẩm mang đến cho khách hàng, mang đến cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho bạn bè, cho người thân của mình. Nên là nhưng Ngân cũng rất là hạnh phúc khi mà những người thân của mình họ gọi cho mình khi mà họ gặp vấn đề, rồi họ gọi cho mình để mình tư vấn sản phẩm để họ có thể được sử dụng những cái sản phẩm tuyệt vời của Pharan Green. Thì đó là một cái yếu tố mà Ngân nghĩ rằng bất cứ ai cũng rất là quan tâm, đúng không ạ? Thì đó là cái tiêu chí đầu tiên, là tiêu chí về chất lượng sản phẩm, thì Pharan Green hoàn toàn đáp ứng được điều đó, và minh chứng sống là có quá nhiều, đúng không ạ, có quá nhiều những người như Ngân cũng chính là khách hàng sử dụng sản phẩm và bây giờ đang kinh doanh sản phẩm, đang mong muốn lan tỏa mạnh mẽ sản phẩm hơn. Đó, thì đầu tiên đó là về chất lượng sản phẩm ạ. Yếu tố thứ hai, theo mọi người, yếu tố thứ hai khi mọi người kinh doanh thì mọi người quan tâm điều gì ạ? Mọi người kinh doanh một cái sản phẩm thì mọi người mong muốn và quan tâm những điều gì ngoài bên cạnh chất lượng sản phẩm ạ? Mọi người có thể tương tác được không ạ? Bên cạnh chất lượng sản phẩm thì các anh chị em còn quan tâm đến điều gì để các anh chị em có thể quyết định kinh doanh sản phẩm ạ? Mọi người có thể comment tương tác giúp Ngân được không để Ngân có thể nhìn thấy mọi người nha. Bởi vì yếu tố đầu tiên là chất lượng sản phẩm chúng ta đã có rồi, đúng không ạ? Thế bên cạnh chất lượng sản phẩm ạ, thì mọi người còn mong muốn điều gì ạ? Bên cạnh chất lượng sản phẩm, mọi người còn đang mong muốn là khi kinh doanh sản phẩm thì mọi người muốn giá, đúng không ạ? Có một bạn comment là về giá nguồn gốc, đúng không ạ?
Đó, thì mọi người thấy là nguồn gốc của sản phẩm thì là của công ty dược đúng không ạ, và là một công trình nghiên cứu rồi, thì mọi người thấy nó rất là uy tín rồi đúng không ạ. Và với mức giá, với những cái hiệu quả mà sản phẩm mang lại, thì Ngân thấy là các mức giá của các dòng sản phẩm của công ty đang cực kỳ hợp lý so với thị trường đúng không ạ. À, có những chị em đang đang comment là đào tạo đúng không ạ, đúng rồi ạ, đó cũng là môi trường kinh doanh đúng không ạ, rất là nhiều đúng không ạ. Các anh chị em cứ comment hết giúp Ngân nhé. Cảm ơn cái sự tương tác nhiệt tình của tất cả các anh chị em rất là nhiều ạ. Thì ở đây có Ngân có nhìn thấy có rất nhiều bạn comment rất là chính xác rồi ạ. Cái yếu tố thứ hai mà Ngân muốn nói đến khi mà kinh doanh một sản phẩm, hình ảnh truyền thông đúng không ạ? Đúng không ạ? Mọi người đang comment rất là chính xác luôn ạ. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, mọi người có công nhận là nếu như một cái sản phẩm mà khách hàng dùng 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, mọi người mới quay lại sử dụng, giống như là khi mà sử dụng một cái lọ sữa rửa mặt đúng không ạ? Thì có thể là 3 4 tháng, có những lọ có thể dùng được đến 5 6 tháng mới quay lại. Thì cái 5 6 tháng sau mình mới có thể bán lại được cho khách hàng đúng không ạ? Tức là Ngân đang muốn nhắc đến cái yếu tố thứ hai, đấy chính là tốc độ quay vòng của sản phẩm. Thì mọi người có thấy là một cái lọ Nice Beauty này 2 viên đúng không ạ? Thì tháng nào một khách hàng sử dụng ở cái liều bình thường là 2 viên một ngày thì một tháng cũng sẽ tiêu dùng 2 lọ Nice Beauty đúng không ạ? Thì mọi người thấy là cái tốc độ quay vòng của sản phẩm nó cũng là một cái yếu tố quyết định đến cái thành công của một người kinh doanh đúng không ạ? Nếu như mà sản phẩm của chúng ta cứ đều đặn một với một khách hàng ít nhất một tháng mình có thể bán được 2 lọ Nice Beauty này thì cái thu nhập của mình nó cũng rất là ổn định đúng không ạ? So với những cái dòng sản phẩm là 3, 4, 5, 6 tháng khách hàng quay lại mua. Mọi người có công nhận với Ngân không ạ? Là cái quay vòng của sản phẩm nó cực kỳ là quan trọng trong cái việc mình quyết định kinh doanh, bởi vì cái việc của mình có thể phát triển được mạnh mẽ sản phẩm đúng không ạ? Tại sao mà có những anh chị em có thể bán được vài nghìn, thậm chí hàng chục nghìn cái lọ viên uống Nice Beauty này ạ? Bởi vì là mỗi khách hàng đã sử dụng 2 lọ Nice Beauty rồi đúng không ạ? Và họ cứ thế, khi đã sử dụng hiệu quả rồi thì đương nhiên cũng giống như Ngân và tất cả các anh chị em thôi đúng không ạ? Mình đã có một cái sản phẩm mà mình tin tưởng và mình thấy hiệu quả, mình sẽ cải thiện cho bản thân mình, không có lý do gì mình không sử dụng, nhất là với những cái sản phẩm mà Ngân cho rằng giá rất là bình dân như Nice Beauty 550.000 một lọ như thế này thì cũng có rất nhiều anh chị em có thể sử dụng được, nó không phải là một cái con số quá là một cái giá quá là đắt đúng không ạ, để sao không thể sử dụng được, mà đây là một mức giá mà rất nhiều người, rất nhiều anh chị em có thể sử dụng được Nice Beauty. Thì Ngân thấy là cái tốc độ quay vòng nó là cái yếu tố thứ hai mà cực kỳ quan trọng đúng không ạ, để cho mình có thể kinh doanh thành công hơn, để mình có thể lan tỏa sản phẩm cái mạnh mẽ hơn. Thì đương nhiên là cái sản phẩm nó quay vòng nhanh thì nó cũng sẽ giúp cho mình có được một cái nguồn thu ổn định hơn đúng không ạ, và cũng là tạo được cái độ trung thành của khách hàng đúng không ạ. Nếu như mà khách hàng đến tận 4 5 6 tháng thì có đôi khi khách hàng quên mình luôn đúng không ạ, tại vì quá lâu để sử dụng. Như với Nice Beauty cứ đều đặn mình cứ hỏi thăm khách đúng không ạ, người ta sử dụng được khoảng 3 ngày 5 ngày mình sẽ hỏi xem khách hàng có cảm nhận gì không, và sau đấy có thể là 7 ngày 5 ngày tiếp theo mình lại hỏi thăm đúng không ạ. Trong quá trình một tháng họ sử dụng là mình có thể có vài lần hỏi thăm họ rồi, thì cái việc họ nhớ đến sản phẩm và họ quay lại sản phẩm sẽ tỷ lệ nó rất là cao luôn. Còn nếu như mình bán sản phẩm xong đến vài tháng sau khách hàng cũng mãi chưa sử dụng hết thì đương nhiên là nó sẽ chậm hơn rất là nhiều đúng không ạ. Thế nên là với việc là một cái sản phẩm chất lượng và hiệu quả như Nice Beauty đã được rất nhiều khách hàng đón nhận tin tưởng và quay đi quay lại sử dụng, cái liệu trình thứ hai thứ ba thứ tư đúng không ạ, và cái tốc độ quay vòng của sản phẩm nó lại nhanh như Nice Beauty, thì lúc đó là cái yếu tố để giúp cho mọi người có thể có được một mức thu nhập ổn định cũng như là có thể có gặt hái được những cái thành công thì nó cao hơn rất là nhiều, và mình cũng có thể có thêm được rất nhiều khách hàng mới đúng không ạ, có thêm được những khách hàng nhờ cái khách hàng cũ giới thiệu này đúng không ạ, nhờ bạn bè người thân của mình giới thiệu này, bởi vì rõ ràng là một cái sản phẩm uống đúng không ạ, nó mang đến những cái hiệu quả nhất định thì nó sẽ chinh phục được rất là nhiều khách hàng luôn. Thì đối với Nice Beauty cái độ quay vòng sản phẩm nó rất là nhanh, và mọi người cũng biết là Ngân chia sẻ là có 4 đối tượng sử dụng sản phẩm đúng không ạ, và đối tượng sử dụng cũng rất là rộng rãi phong phú, thì nó cũng là một cái yếu tố để giúp cho cái việc mình lan tỏa sản phẩm nó dễ dàng hơn đúng không ạ. Với cái sản phẩm mà mình thấy xung quanh mình có quá nhiều người có thể sử dụng thì nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, là việc mình cứ tìm mãi cũng chỉ có vài người thích hợp để sử dụng sản phẩm của mình, nhưng đây mình nhìn đâu mình cũng thấy là có những khách hàng người ta sử dụng cái sản phẩm này đúng không ạ. Rõ ràng là cái giá trị về giấc ngủ đó gần như ai cũng cần đúng không ạ, rồi giá trị về vấn đề là cải thiện về vấn đề kinh nguyệt rồi đau bụng kinh nguyệt cũng rất nhiều chị em phụ nữ gặp phải đúng không ạ, và cái nhu cầu về trắng da cũng rất nhiều người cần nhu cầu trắng da đúng không ạ, rồi nám bây giờ có rất nhiều chị em bị nám luôn do khói bụi ô nhiễm môi trường đúng không ạ, thì có rất là nhiều chị em bị nám hay là làn da chưa được trắng hay là bị mụn,
Thì mọi người thấy là mọi người chỉ cần chịu khó để ý quan sát tất cả những người xung quanh mình thì mọi người đều thấy là cái sản phẩm Nice Beauty hay những cái sản phẩm như Bách Phụ Vương hay là kem chống nắng là nó sẽ phù hợp được với rất nhiều nhu cầu của các khách hàng, và gần như nó là một cái sản phẩm thân thiết chứ không còn là một cái sản phẩm mà chỉ là thiên về làm đẹp nữa, đúng không ạ? Thì đó cũng là một cái điều rất là tuyệt vời của sản phẩm. Thì tiêu chí thứ hai đấy chính là độ quay vòng của sản phẩm. Và tiêu chí thứ ba lúc nãy Ngân có thấy có một số anh chị comment rồi, đúng không ạ? Đó chính là về độ phủ thị trường. Nếu như là một cái sản phẩm mà mình kinh doanh nó rất tốt, đúng không ạ? Nhưng mà nó lại không được truyền thông, nó không được xuất hiện ở trên các kênh truyền hình quốc gia, nó không được xuất hiện trên các tờ báo lớn, nó không được nhiều người nổi tiếng sử dụng, nó không được đông đảo cái khách hàng sử dụng, nhiều người không biết đến, đúng không ạ? Thì rõ ràng là cái việc mà mình giới thiệu đến, đúng không ạ, một cái sản phẩm lạ hoắc ra mà người ta chẳng nghe đến bao giờ, người ta cũng không thấy xuất hiện ở đâu cả, thì cái độ uy tín của nó chắc chắn sẽ không bằng. Nếu bây giờ mọi người xem tivi, mọi người thấy có quảng cáo OMO chẳng hạn, đúng không ạ, thì rõ ràng là mọi người thấy là à ừ OMO thế thì chắc hẳn nó rất là tốt, đúng không ạ, và rất nhiều người biết đến cái sản phẩm đó, thì lúc đó tiếp cận thị trường nó sẽ rất là dễ, đúng không ạ. Cho một cái sản phẩm mình cứ khen là tốt nhưng chẳng thấy xuất hiện ở đâu, đúng không ạ, chẳng bao giờ thấy ai nhắc đến, thì làm sao mà có thể nói với người khác là tốt được, đúng không ạ? Tốt thì đấy chỉ là mình nói tốt thôi ạ. Nhưng khi mà sản phẩm nó có độ phủ thị trường rộng rãi, nó được truyền thông ở trên VTV1, những cái kênh truyền hình quốc gia uy tín như VTV1, VTV2 hay là VTC6 hay là talk show của các bác sĩ đầu ngành, hay là các KOL nổi tiếng như ngày trước là cũng có bạn Trương Quỳnh Anh, đúng không ạ? Và rất nhiều những diễn viên, những ca sĩ có sử dụng viên uống Nice Beauty của mình, thì khi mà mọi người nhìn thấy hình ảnh những người nổi tiếng người ta sử dụng sản phẩm, nhìn thấy Nice Beauty được xuất hiện trên truyền hình, mọi người đúng không ạ, cả Vân Trang rất nhiều luôn ạ, rất là nhiều các chị em, anh chị em diễn viên, người mẫu, rồi ca sĩ là có sử dụng cái sản phẩm của mình, mọi người có thể thể search ra rất nhiều luôn ạ. Thì có phải là khi mình nhìn thấy như vậy chắc chắn là nó uy tín hơn rồi, đúng không ạ, với một cái sản phẩm mà chẳng thấy ai sử dụng, nhưng đây mình search ra một cái có quá nhiều thông tin luôn, đúng không ạ, mình có thể nhìn thấy các phóng sự, đúng không ạ, như thời gian vừa qua, cái tháng 2 vừa rồi, đúng không ạ, mọi người có thể là cơn mưa truyền thông của Nice Beauty, đúng không ạ, rất là nhiều những phóng sự của các CEO, của các giám đốc xuất hiện trên đài truyền hình, đúng không ạ, hay là có những cái talk show, đúng không ạ, của các CEO, của các giám đốc cũng xuất hiện ở trên VTV2, HTV, đúng không ạ, hay là VTC6, thì đó là cái mà chúng ta có quyền tự hào, đúng không ạ, là cái sản phẩm chúng ta chắc chắn là nó phải rất là chất lượng hiệu quả, bởi vì chúng ta không xuất hiện bằng hình thức quảng cáo ạ, đúng không ạ? Không phải là quảng cáo 30 giây trên truyền hình, mà chúng ta xuất hiện ở những cái kênh tiêu dùng thông minh, ở những cái kênh đẹp 24 trên 7 hay là ở những cái kênh là sức khỏe, đúng không ạ? Đó thì đó là những cái chương trình của đài truyền hình quốc gia, thì mình thấy đấy là một cái điểm rất là tự hào, đúng không ạ? Và chắc chắn một điều rằng nếu như sản phẩm không chất lượng ạ, đúng không ạ, thì không bao giờ có thể bước chân được lên các đài truyền hình, đúng không ạ, bởi vì là hồ sơ của những cái sản phẩm mà mong muốn được xuất hiện trên truyền hình nó quá nhiều luôn ạ, đúng không ạ, nhưng mà đương nhiên là nó sẽ phải có sự chọn lọc rất là kỹ, vì là nhất là những cái kênh truyền hình quốc gia sẽ sự chọn lọc cực kỳ kỹ, và sản phẩm chúng ta đã vượt qua hàng nghìn cái sản phẩm khác để có thể được xuất hiện trên truyền hình và xuất hiện với mật độ dày đặc luôn ạ, đúng không ạ. Các bạn là các chị em, có anh chị em nào cảm thấy bội thực không ạ? Nên thực sự là Ngân thấy là cái thời gian vừa qua là gần như tuần nào cũng thế, đúng không ạ, chủ nhật, tức là có khi là cách mấy hôm là đã 3 4 5 hôm hoặc là một tuần là đã có một phóng sự hay là một talk show trên VTHTV hay là trên VTC6 hay là VTV2, thì đó là một cái điều mà mình thấy rất là tự hào luôn, đúng không ạ. Và có rất nhiều khách hàng là họ cũng bảo là, ơ chị thấy cái sản phẩm này của em trên TV đấy, đúng không ạ, thì có phải là như thế là cái sản phẩm của mình cái độ phủ của nó đã rất là rộng rãi, đúng không ạ, thì đó là một cái yếu tố then chốt ạ. Bởi vì bản thân Ngân cũng là người kinh doanh hệ thống một số sản phẩm trước khi đến với Nice Beauty, thì chất lượng sản phẩm thực sự tốt, bởi vì với mình cái chất lượng sản phẩm bao giờ là yếu tố đầu tiên, nếu không tốt không bao giờ mình kinh doanh, đúng không ạ. Nhưng bởi vì là công ty không chịu đầu tư vào marketing truyền thông, không chịu để cho cái sản phẩm nó tiếp cận được đến nhiều khách hàng, nên cuối cùng những sản phẩm đấy dù rất tốt nhưng cũng không thể nào lan tỏa được và bắt buộc phải dừng lại, thì đó là cái yếu tố cực kỳ quan trọng, đúng không ạ, đó chính là độ phủ của thị trường đó. Thì mọi người có thể search trên YouTube hay trên Facebook, mọi người có thể thấy vô cùng nhiều thông tin tuyệt vời về Nice Beauty, đúng không ạ? Và điều đó cũng chứng tỏ được cái sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ của sản phẩm. Và việc xuất hiện trên truyền thông cũng là một cái mà chúng ta rất tự hào, đúng không ạ? Và chúng ta có những KOL nổi tiếng có chia sẻ về Nice Beauty, mọi người có thể nhìn thấy những livestream của bạn Trương Quỳnh Anh, đúng không? Hay các diễn viên như Vân Trang có sử dụng cái sản phẩm Nice Beauty của mình, thì đó là một cái điều mình rất là tự hào, và đó là một cái điều mà giúp cho tất cả các anh chị em sẽ rất dễ để bán sản phẩm, đúng không ạ? Tức là các anh chị em chỉ cần gửi cho khách hàng cái những cái video chia sẻ
Nice Beauty đúng không ạ, được xuất hiện trên VTC6 hay là trên VTV32 hay trên HTV, thì lúc đấy chắc chắn khách hàng sẽ tin tưởng hơn rất là nhiều rồi đúng không ạ. Thì đó là cái mà mọi người thấy là với thời đại 4.0 này ạ, thì nếu như không có marketing, không có truyền thông thì sản phẩm không thể nào đi lâu bền được đúng không ạ, không thể đi đường dài được. Bởi vì là nếu như chúng ta cứ tự lan tỏa vì nó tốt thôi ạ, thì chúng ta chỉ lan tỏa được đến rất ít người thôi đúng không ạ. Nhưng nếu như khi mà các spa, các chủ spa đúng không, họ ta muốn tìm một cái viên uống trắng da đúng không, họ search thông tin muốn tìm viên uống trắng da, họ thấy vô vàn nhiều bài viết về Nice Beauty thì chắc chắn họ sẽ quan tâm Nice Beauty đúng không ạ. Và chúng ta có thể có những đối tác tiềm năng rất là lớn như vậy và rất là tiềm năng như vậy. Và mọi người thấy là ngay cả những ông lớn như TH Chumilk hay Vinamilk đúng không ạ, OMO, tức là những cái thương hiệu lớn nổi tiếng Coca-Cola, họ cũng còn phải quảng cáo đúng không, còn phải làm truyền thông. Bao nhiêu năm lịch sử bề dày rồi, mấy chục năm trên thị trường họ vẫn phải quảng cáo đúng không ạ. Thì nếu như bất cứ một sản phẩm nào có đi theo cái kênh, theo cái con đường truyền thông marketing phù hợp với thời đại 4.0 như thế này, thì đó là một cái sản phẩm bên cạnh cái chất lượng sản phẩm, cái độ quay vòng sản phẩm nhanh mà là còn có được cái độ phủ thị trường lớn như vậy, thì chắc chắn là một điều là các anh chị em là mình cứ thỏa sức mà tung hoành thôi đúng không ạ, cái thỏa sức mà chia sẻ lan tỏa sản phẩm đến với khách hàng thôi. Bởi vì là công ty đang làm rất là mạnh về truyền thông, và năm nay không chỉ là truyền thông online đó, không chỉ là xuất hiện trên đài truyền quốc gia, mà chúng ta sẽ có những cái băng rôn về sản phẩm đúng không ạ, có poster về sản phẩm ở các bến xe buýt hay là ở các trung tâm thương mại lớn hay là ở các tòa, các thang máy của các tòa nhà cao tầng đó. Thì mọi người thấy đấy là một cái độ phủ khủng khiếp luôn ạ. Và Ngân tin chắc rằng với những cái chiến lược, cái kế hoạch của công ty dược mỹ phẩm Hoa Liên trong năm nay, thì các anh chị em có thể phát triển cực kỳ mạnh mẽ và bền vững. Và đây đang là giai đoạn đầu năm, nó chính là một cái sự lý tưởng để mọi người có thể kinh doanh đúng không ạ. Thì đó là cái yếu tố thứ ba về độ phủ thị trường. Và cái thứ tư đấy chính là Ngân cũng có thấy có một anh, một vài anh chị em cũng lại có nhắc đến là môi trường kinh doanh đúng không ạ. Nếu như mà chúng ta có sản phẩm tốt rồi, chúng ta sản phẩm quay vòng cũng nhanh rồi, độ phủ thị trường thì tốt rồi đúng không ạ, có rất nhiều người biết đến rồi, nhưng mà chúng ta không được đào tạo bài bản đúng không ạ, chúng ta không có một cái môi trường kinh doanh mà ở đó mọi người luôn luôn hỗ trợ nhau này, và mọi người có thể có rất nhiều những tấm gương kinh doanh thành công đúng không ạ, thì chúng ta cũng không đủ tự tin. Nhưng mà đến với Nice Beauty mọi người có thể nhìn thấy ạ, giáo viên, giảng viên đại học đúng không, hiệu trưởng trường đại học như chị Trần Tín đúng không ạ, hay là tiến sĩ ở trường đại dạy khoa tiếng Trung trường đại học Hà Nội như chị Vĩnh Hạnh, hay là cô giáo Thùy Giáp, cô giáo Nguyễn Thúy, rất rất nhiều những cô giáo đúng không ạ, những người làm trong ngành giáo viên đều đang kinh doanh rất là thành công Nice Beauty ạ. Hay có rất nhiều bà mẹ bỉm sữa cũng đang kinh doanh thành công Nice Beauty, rất nhiều những spa đúng không ạ, hay là những salon tóc đúng không ạ, rất nhiều ngành nghề. Những anh chị em làm văn phòng, ví dụ như Ngân cũng là trước kia là một kế toán đúng không ạ, một kế toán trưởng của công ty nước ngoài, thì mọi người có thể thấy là, hay thậm chí là có rất nhiều những anh chị em là mình có những anh chị em là làm công nhân, nhưng mà mọi người cũng kinh doanh rất là thành công đúng không ạ. Nên là Nice Beauty phù hợp với tất cả những đối tượng, chỉ cần mọi người thực sự yêu sản phẩm và có khao khát, có mục tiêu thì chắc chắn sẽ chinh phục được thành công khi mà kinh doanh Nice Beauty. Bởi vì Ngân đã nhìn thấy quá nhiều tấm gương, mọi người có thể tìm ở trên Facebook nhé, quá nhiều tấm gương từ những người không hề biết về kinh doanh, không biết công nghệ 4.0 là gì, không biết sử dụng Facebook, nhưng sau một thời gian kinh doanh và được sự hỗ trợ giúp đỡ của những anh chị em trong đội nhóm của mình cũng như những anh chị em đội nhóm khác, ở đây một môi trường kinh doanh Ngân thấy quá là nhân văn luôn, và cái sự hỗ trợ thì quá là tuyệt vời. Như chị Tín, chị có chia sẻ ở ban đầu đúng không ạ, có những người không phải là trong đội nhóm của chị Tín nhưng chị Tín vẫn sẵn sàng giúp đỡ đúng không ạ. Và không chỉ chị Tín mà tất cả những anh chị em đại lý, những anh chị em giám đốc, những CEO, khi mà có những bạn inbox hỏi về sản phẩm hay hỏi về kinh doanh thì đều sẵn sàng trả lời mà không quan tâm đó là đại lý của ai đúng không ạ. Thì đó mọi người có công nhận với Ngân đấy là một cái yếu tố cực kỳ là tuyệt vời đúng không ạ, một cái môi trường kinh doanh mà rất đáng để cho mọi người cống hiến, để cho mọi người phát huy được cái khả năng tiềm năng của mình. Còn nếu như chúng ta chỉ có thể học hỏi được từ một vài con người thì chắc chắn chúng ta không thể phát triển mạnh được, nhưng chúng ta có thể nhìn được vào những tấm gương những người đã thành công đúng không ạ, và chúng ta có thể học hỏi được từ họ thì chắc chắn là cái cơ hội thành công nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và Ngân nhìn thấy có rất nhiều môi trường khi kinh doanh không bao giờ có cái chuyện là thực sự là nếu như mà người của team khác ấy, họ không bao giờ trả lời luôn ạ, họ không bao giờ trả lời luôn, thậm chí có khi copy bài của họ cũng khó chịu. Thế nhưng mà đối với Pan Green thì luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ nhau hết mình để làm sao cho mọi người đều có thể kinh doanh thật là tốt, có thể lan tỏa cái sản phẩm Nice Beauty thật là mạnh mẽ. Thì Ngân thấy đấy là một cái yếu tố môi trường kinh doanh nó cực kỳ quan trọng, và Ngân cũng như tất cả các anh chị em đại lý trong công ty đều đang rất tự hào về một cái môi trường kinh doanh mà có quá nhiều những
con người thành công làm ở các lĩnh vực khác nhau, như là những người công nhân hay những bà mẹ bỉm sữa hay là những người ở vùng sâu vùng xa rất là khó khăn, đúng không ạ? Họ vẫn kinh doanh thành công, hay những nhà giáo họ cũng kinh doanh thành công, những bác sĩ dược sĩ họ kinh doanh thành công, các chủ spa kinh doanh thành công, các chủ salon tóc kinh doanh thành công. Một cái sản phẩm có Ngân nói thật là rất là hiếm, sản phẩm nào mà hầu như tất cả các ngành nghề kinh doanh đều có thể kinh doanh thành công. Hay những bạn du lịch làm du lịch, đúng không ạ? 2 năm qua Covid, đúng không ạ? Nếu như mình cứ chờ xem là khi nào hết Covid để tiếp tục công việc kinh doanh du lịch của mình, thì Ngân chắc hẳn là có rất nhiều bạn đã gặp phải những cảnh khốn đốn hoặc khó khăn. Nhưng khi các bạn nắm bắt được cơ hội kinh doanh Nice Beauty ở hệ thống của Ngân cũng như ở công ty, có rất nhiều những bạn làm nghề du lịch hoặc những cái ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch Covid. Nhưng khi các bạn nắm bắt cơ hội kinh doanh Nice Beauty thì các bạn đều có được cái nguồn thu nhập rất là tốt, rất là ổn định luôn. Và cũng là một cái mà để cho các anh chị em phải tự tin, đúng không ạ? Tự tin để lan tỏa sản phẩm và tự tin để mình phát triển, để mình có được những cái mức thu nhập cũng như có cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Và thực sự là Ngân thấy đây là một cái môi trường rất là tuyệt vời để các anh chị em có thể phát triển. Và cho dù chúng ta không có kinh nghiệm gì thì chúng ta đều có thể được hướng dẫn, được đào tạo, được hỗ trợ rất là đầy đủ. Nên mọi người, cái mọi người cần điều duy nhất đó chính là tin tưởng và yêu sản phẩm và dám ra quyết định bứt phá khỏi vùng an toàn để mọi người quyết định kinh doanh cùng Nice Beauty. Thì chắc chắn các anh chị em sẽ có rất rất nhiều người rất ở rất nhiều những tầng, các tầng, đúng không ạ? Các leader của mình hỗ trợ làm sao cho mình kinh doanh tốt nhất. Thì yếu tố môi trường kinh doanh cũng là một cái yếu tố mà Ngân thấy là cực kỳ quan trọng trong kinh doanh ạ. Bởi vì mình như bản thân Ngân cũng thế thôi, mình rất thích làm việc ở môi trường nào thân thiện, đúng không ạ? Mình kiếm tiền, mình kinh doanh, mình có được thu nhập, mình có được cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng mình phải kinh doanh với cái tâm thế là vui vẻ hạnh phúc, đúng không ạ? Còn kinh doanh mà phải đau đầu rồi là phải phải bon chen rồi là chèn ép nhau hay là dẫm nạp lên nhau thì Ngân không bao giờ thích một cái môi trường như vậy. Nhưng ở Finan Green thì Ngân thấy cái sự hỗ trợ rất là tuyệt vời giữa các hệ thống, giữa các leader, giữa các đại lý với nhau. Thì đó là một cái điều mà khi các anh chị em bước chân vào kinh doanh với Finan Green thì các anh chị em sẽ hiểu rất là rõ cái mà điều mà Ngân vừa chia sẻ. Khi mà mọi người có thể nhận được cái sự giúp đỡ từ rất nhiều những anh chị em leader, thậm chí không phải là của hệ thống, của đội nhóm của mình, được không ạ? Thì đó là cái điều rất là tuyệt vời. Và cái yếu tố thứ năm ạ, chính là Ngân thấy lúc nãy cũng có bạn Toàn Trần là bạn cũng có nhắc đến đấy, đúng không ạ? Là quy trình đào tạo, đúng không ạ? Nếu như với những người đã có kinh nghiệm kinh doanh, đúng không ạ? Thì họ có thể tự học hỏi, họ có thể tự nhìn người nọ người kia kinh doanh thành công để họ ra quyết định và họ làm rất là tốt. Nhưng có rất nhiều anh chị em ạ, khi đến với kinh doanh Nice Beauty là các anh chị em không có một cái kinh nghiệm gì hết, chưa bao giờ kinh doanh bất cứ điều gì, đúng không ạ? Chưa bao giờ kinh doanh bất cứ sản phẩm gì, cũng không biết cách đăng bài như thế nào, cũng không biết cách sử dụng Facebook như thế nào. Thật sự là Ngân biết có rất nhiều anh chị em khi mời đến Finan Green ạ, khi mới kinh doanh ạ, là các anh chị em không hề biết sử dụng Facebook và cũng không bao giờ đăng bài hay là có những cái kỹ năng để mình biết là mình viết bài như thế nào, không có một cái kỹ năng nào luôn. Nhưng khi mà đến với môi trường Finan Green thì mọi người có thể hoàn toàn yên tâm. Đó cũng là một cái sự khác biệt với rất nhiều hệ thống khác, là ở Finan Green mọi người thấy ạ, tại sao mà tuần nào công ty cũng tổ chức cái buổi tối thứ hai ở trên Zoom, đúng không ạ, để chia sẻ về sản phẩm và cơ hội kinh doanh ạ. Và cái điều này đã làm được đều đặn cả năm nay rồi ạ. Thì mọi người có thấy là cái yếu tố của công ty cực kỳ quan tâm đến cái vấn đề là giúp cho mọi người hiểu rõ về sản phẩm để kinh doanh, đúng không ạ? Nếu như mọi người mà không hiểu về sản phẩm thì liệu mọi người có thể trở thành một người tư vấn, một người bạn, một người đồng hành cùng khách hàng tốt, đúng không ạ? Và đương nhiên khi mà mọi người không thể đồng hành với khách hàng được thì cái tỷ lệ khách hàng quay lại rất là thấp. Nhưng tại sao ở Finan Green tỷ lệ khách hàng quay lại sử dụng Nice Beauty rất là cao luôn? Chính là bởi vì là các anh chị em, gần như tất cả anh chị em đại lý khi mà vào công ty là đều học cực kỳ là kỹ về sản phẩm, nắm chắc được đối tượng sử dụng sản phẩm, độ tuổi sử dụng sản phẩm và các hiện tượng, các biểu hiện như nào. Nếu các bạn không biết, các bạn sẽ hỏi ngay những người tuyến trên của mình để làm sao có kiến thức, để làm sao có thể đồng hành cùng với khách hàng và để làm sao có thể tư vấn chuẩn, đúng không ạ? Nếu mà một sản phẩm mình cứ khen là tốt nhưng mình chẳng cần biết nhu cầu của khách hàng đang cần gì, mình cứ thao thao bất tuyệt là sản phẩm của mình tốt, thì khách hàng có mua không ạ? Gần như là khách hàng sẽ không mua đâu ạ, nếu cái số người mà ủng hộ mình nó rất là hiếm ạ. Nhưng nếu như các anh chị em có thể hiểu được về sản phẩm và biết được khách hàng của mình cần gì, đúng không ạ? Mình biết là khách hàng đang gặp vấn đề gì và sản phẩm của mình có thể giải quyết vấn đề gì, thì Ngân tin chắc là cái tỷ lệ chốt nó phải đến 90% ạ, đúng không ạ? Không trượt phát nào luôn. Thực sự nếu nắm bắt được đúng nhu cầu thì chắc chắn là mình sẽ tư vấn thành công. Và muốn nắm bắt được nhu cầu thì đương nhiên cần đến những quy trình đào tạo, đúng không ạ? Cần có những buổi đào tạo về sản phẩm, đúng không ạ? Cần có những cái buổi mà đào tạo quy trình
kinh doanh 15 ngày ra đơn này cho người bán lẻ, cần có những cái buổi quy trình đào tạo tuyển sỉ cho những cho các đại lý doanh số từ 120 triệu trở lên đó. Thì mọi người thấy là đấy là quy trình của công ty, ngoài ra còn có sự hỗ trợ của đội nhóm đúng không ạ, của các bạn ở trong hệ thống, làm sao để cho các bạn kinh doanh một cách tốt nhất. Thì Ngân thấy là cái quy trình đào tạo là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng đó, đúng không ạ, nó giúp cho mọi người kể cả không có kinh nghiệm gì nhưng rất tự tin ạ, đúng không ạ. Có những chị em lúc đầu, Ngân thật sự là những cái ngày đầu các anh chị em đăng bán hàng ấy, gần như là đều phải ngày nào cũng phải sửa bài đúng không ạ, gửi bài cho mình là mình sẽ xem viết đã hợp lý chưa, mình chỉnh sửa từng câu chữ, nhưng mà các anh chị em tiến bộ rất là nhanh luôn. Chỉ có thể có những anh chị em sau 3 ngày 5 ngày họ tự viết bài rồi, viết rất hay luôn và viết rất chân thực luôn. Thì đó là chính là nhờ những cái giá trị, những cái quy trình đào tạo mang đến những cái giá trị cốt lõi, giúp cho các anh chị em hiểu được về sản phẩm, hiểu được về quy trình kinh doanh, làm sao để tiếp cận khách hàng tốt nhất, làm sao để trở trang Facebook cá nhân của mình trở nên hấp dẫn đúng không ạ, có thể thu hút được nhiều người đó. Thì ngay cả những cái bước rất là cơ bản như vậy đều được hướng dẫn chi tiết tỉ mỉ và có trong từng ngày kinh doanh, từng ngày làm sao để các bạn có thể ra được đơn, và nó có được trong cái quy trình 15 ngày ra đơn của công ty vào tối thứ tư hàng tuần ạ. Và thứ sáu thường là sẽ là quy trình dành cho những cái bạn đã bán hàng lẻ tốt rồi mong muốn tuyển sỉ. Ở đây không, chúng ta không phải là dồn tất cả 100 người, 200 người vào đào tạo chung ạ, đúng không ạ? Ngoại trừ cái buổi sản phẩm này ra, còn lại là các quy trình kinh doanh thì sẽ có từng cấp bậc cụ thể sẽ được đào tạo phù hợp với cả cái nhu cầu mong muốn cũng như là cái khả năng và cái sự phát triển của mỗi người, sẽ có từng giai đoạn được đào tạo theo đúng bài bản, làm sao các anh chị em phát triển tốt nhất đúng không ạ, làm sao phát triển một cách chắc chắn nhất. Thì Ngân thấy đấy là một cái quy trình đào tạo mà ở Phan Anh Green đã ứng dụng rất là thành công và đã làm trong suốt 1 năm qua, đã giúp cho rất nhiều những anh chị em từ những người không biết bán hàng là gì đúng không ạ, không biết đăng bài như thế nào, không biết viết bài như thế nào, không biết làm sao để có thể ra được đơn đúng không ạ, không biết làm sao để tư vấn được khách hàng, làm sao để có thể thu hút được khách hàng vào những cái bài viết của mình, làm sao để đánh thức được cái nhu cầu của họ, cái mong muốn khao khát giải quyết nỗi đau của họ. Thì ở Phan Anh Green sẽ, các bạn sẽ được đào tạo hướng dẫn từ những cái nhỏ nhất để giúp cho các anh chị em có thể bán được hàng. Thì đó có phải là một cái điều quá tuyệt vời không đúng không ạ, và đó có thể giúp cho chúng ta mỗi con người đều có sự tự tin khi mà chúng ta kinh doanh cùng với Phan Anh Green. Thì đó chính là cái quy trình đào tạo mà Ngân thấy là rất là hiệu quả đối với những anh chị em đại lý mới cũng như là những anh chị em đại lý đã kinh doanh, khi mà nạp cho mình đủ những cái kiến thức về sản phẩm, nạp cho mình đủ những cái kiến thức về kinh doanh thì các chị em đều kinh doanh rất là tốt. Bởi vì Ngân biết rất nhiều bạn lúc đầu không biết gì cả mà bây giờ các bạn có thể nhập doanh số nhà phân phối rồi là những cái bán hàng rất là tốt luôn, 1 2 tháng các bạn bán vài thùng hàng Nice Beauty là chuyện bình thường. Thì Ngân thấy đó là một cái điều rất là tuyệt vời, bởi vì nếu những người mà người ta đã có nền tảng sẵn rồi thì Ngân không nói, nhưng ở đây có thể giúp được cho những cái người mà không có một cái kinh nghiệm gì và cũng chưa bao giờ kinh doanh mà có thể thành công được. Thì Ngân thấy đấy là một cái sự khác biệt, và các anh chị em sẽ là những cái người trải nghiệm rõ rệt nhất khi mọi người bắt đầu bước vào kinh doanh với Nice Beauty, với Phan Anh Green đúng không ạ. Thì đó chính là cái yếu tố thứ năm về quy trình đào tạo. Và cái yếu tố thứ sáu ạ, là một cái yếu tố cực kỳ là quan trọng đúng không ạ, và Ngân tin chắc rằng rất là nhiều những anh chị em sẽ rất là quan tâm đến cái yếu tố này. Tức là khi mà mọi người kinh doanh, rõ ràng là khi mọi người kinh doanh bất cứ một sản phẩm nào đúng không ạ, đôi khi chúng ta nhập hàng về chúng ta sẽ phải tự bơi này, nếu chúng ta không bán được chúng ta thôi thì phải dùng này rồi phải tặng này, sao cho hết hàng thì thôi đúng không ạ, làm sao mà chúng ta được trả lại hàng cho công ty đúng không ạ. Nhưng đến với Phan Anh Green chúng ta sẽ có một cơ hội kinh doanh rủi ro bằng không ạ. Tức là nếu như trong vòng 60 ngày các anh chị em kinh doanh mà không thành công, làm theo đúng hướng dẫn của công ty, làm theo tất cả các quy trình được hướng dẫn mà mọi người không bán được hàng, mọi người không muốn bán hàng nữa, thì lúc đó mọi người sẽ được trả lại hàng và sẽ được trả lại tiền. Mọi người không gặp một cái rủi ro gì cả đúng không ạ, bởi vì rõ ràng ở đây là chúng ta luôn được bảo toàn về vốn. Thì cái điều này là cái điều cực kỳ nhân văn ở Phan Anh Green, và Ngân thì Ngân thấy là gần như là Ngân không gặp cái trường hợp mà sau vòng 60 ngày trả lại hàng đâu ạ, bởi vì chắc chắn là các bạn chỉ trong vòng 1 tuần 2 tuần là các bạn đã bán hàng rất là tốt rồi đó. Nên là tại sao công ty lại có chính sách là kinh doanh rủi ro bằng không, bởi vì công ty thực sự tự tin vào cái quy trình chiến lược và độ phủ thị trường và cái chất lượng hiệu quả của sản phẩm và cái việc giúp cho các anh chị em có thể kinh doanh thành công ở Phan Anh Green. Nên chính vì vậy mà mới có chính sách là kinh doanh rủi ro bằng không đúng không ạ, mọi người không mất gì cả. Nên Ngân thấy là với cái chính sách kinh doanh cam kết kinh doanh rủi ro bằng không, trong vòng 60 ngày được trả lại hàng, được nhận lại tiền, thì Ngân thấy là cái tỷ lệ chốt gần như là 90 đến 99%. Chắc chắn là một điều rằng là khi mà họ thấy là họ
có được một cái cơ hội kinh doanh rất là tuyệt vời với một cái sản phẩm rất là hiệu quả chất lượng như vậy, và họ không có một cái rủi ro gì cả. Trong trường hợp xấu nhất họ không thể kinh doanh được, hoặc họ kinh doanh không thành công, hoặc họ không bán được hàng, thì họ vẫn được trả lại hàng cho công ty và họ nhận lại được tiền của mình mà họ không bị mất. Thì đấy là cái mà Ngân thấy là không phải là công ty nào cũng có đâu, mọi người có thể tìm hiểu ở rất nhiều công ty ạ, bởi vì bản thân Ngân cũng kinh doanh rồi, đôi khi mình không bán được thì mình phải chịu thôi ạ, đúng không ạ? Mình phải tự xử lý những cái sản phẩm đó, chứ không có chuyện là công ty thu hồi lại hay là công ty cho các bạn một cơ hội kinh doanh rủi ro bằng không như ở Panan Green đâu ạ. Thì Ngân thấy đấy là một cái yếu tố gần như để tỷ lệ chốt cực kỳ cao, bởi vì là cái mà tất cả các anh chị em sợ khi bắt đầu kinh doanh chính là sợ không bán được hàng, đúng không ạ? Sợ không biết phải bán như thế nào, và nếu trong trường hợp không bán được thì sẽ như thế nào, mình sẽ bị mất tiền hay sao đó. Nên khi mà các anh chị em nghe được cái cơ hội kinh doanh rủi ro bằng không thì Ngân thấy là gần như cái tỷ lệ các anh chị em quyết định kinh doanh là cực kỳ cao luôn, bởi vì là rõ ràng đứng trước một cái cơ hội mình không gặp rủi ro gì thì không tội gì không kinh doanh cả, đúng không ạ? Đôi khi chúng ta trong cuộc sống chúng ta lựa chọn cơ hội nọ cơ hội kia, có khi là 70% là thất bại và 30% là thành công, thậm chí 90% thất bại 10% thành công, chúng ta vẫn chấp nhận, đúng không ạ? Chúng ta vẫn làm. Thì tại sao với một cơ hội kinh doanh rủi ro bằng không như Nice Beauty mà mọi người lại từ chối, đúng không ạ? Ngân thấy là không mất một cái gì cả, chỉ có được thôi ạ, được rất nhiều mối quan hệ chất lượng, được phát triển bản thân, được học hỏi, được có thêm được kinh nghiệm về sản phẩm cũng như là kinh nghiệm về kinh doanh, kinh nghiệm chọn lựa sản phẩm để bổ sung, đúng không ạ, để kinh doanh. Thì Ngân thấy đấy là chúng ta được quá nhiều mà chúng ta không mất gì cả, bởi vì cái mà chúng ta lo sợ nhất là chúng ta mất tiền, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây công ty đã có cái chính sách là 60 ngày nếu như các bạn không bán được hàng thì sẽ được trả lại hàng và được hoàn lại tiền. Thì Ngân thấy đây là một cái chính sách vô cùng nhân văn, và nó là một cái chính sách mà giúp cho gần như tất cả mọi người dám bứt phá ra khỏi vùng an toàn. Thì Ngân thấy có rất nhiều anh chị em là mình rất là an toàn luôn, mình rất là sợ mình thất bại, đúng không ạ? Mình rất sợ mình không làm được. Nhưng từ có những chị em, nhiều khi Ngân vẫn nói vui các chị em kể chuyện ạ, có những chị em khi mà mới được bạn mời mời kinh doanh, các chị em nói luôn chịu không thể kinh doanh được, chịu không biết kinh doanh, chịu không làm được đâu. Nhưng đến bây giờ các anh chị em sau nửa năm vẫn đang gắn bó và vẫn đang bán hàng rất là tốt luôn. Thế nên cái ở đây chính là cái yếu tố then chốt cuối cùng, đấy chính là cái việc là có quá nhiều những cái tiêu chí để lựa chọn sản phẩm, đúng không ạ? Để lựa chọn một cái sản phẩm để kinh doanh thì Phan Anh đã đáp ứng đủ rồi, và cái yếu tố cuối cùng là yếu tố cam kết kinh doanh rủi ro bằng không, thì là cái điều mà rất rất chinh phục được rất rất nhiều anh chị em. Và thực sự là Ngân thấy là đấy là một cái chính sách cực kỳ tuyệt vời và đã giúp cho rất rất nhiều anh chị em có thêm được rất nhiều đồng đội để có thể phát triển sản phẩm cùng với mình. Thì đó là những cái mà tiêu chí mà Ngân thấy là nếu như không phải là Nice Beauty mà bất cứ sản phẩm nào, các anh chị em cũng nên suy xét những cái 6 yếu tố mà Ngân vừa chia sẻ về chất lượng, hiệu quả của sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Thứ hai là về độ quay vòng của sản phẩm, là nó có tiêu hao nhanh không ạ, đúng không ạ? Nó có được tiêu dùng lại sau 1 tháng không, hay là sau 3, 4, 5 tháng mới quay lại, khách hàng mới quay lại ạ, đúng không ạ? Và cái yếu tố thứ ba là độ phủ thị trường, truyền thông marketing, công ty có làm không ạ? Và cái thứ tư đấy chính là môi trường kinh doanh, mọi người có hỗ trợ giúp đỡ nhau không ạ? Hay là mạnh ai người nấy chạy, mạnh ai người nấy làm? Và cái thứ năm đấy chính là quy trình đào tạo, cầm tay chỉ việc đến lúc các anh chị em bán được hàng thì thôi. Thì đó là cái mà 5 cái yếu tố, và cái yếu tố cuối cùng đấy chính là kinh doanh rủi ro bằng không. Mọi người có thể được hoàn trả lại hàng và nhận lại tiền, không có một cái rủi ro gì cả. Số vốn của mọi người luôn lớn hơn hoặc bằng không, đúng không ạ? Không bao giờ bị âm cả, không bao giờ sợ là mình mất tiền cả. Thì đấy là những cái yếu tố mà Ngân thấy là cái lý do mà tại sao Fan Green lại hút được rất nhiều những đại lý về với mình để kinh doanh, để lan tỏa cái sản phẩm này, chính là nhờ những cái tiêu chí mà thực sự là bất cứ ai kinh doanh Ngân thấy đều thấy là đều rất quan tâm đến những cái vấn đề như Ngân vừa chia sẻ, đến cái việc mình có bán được hàng không, mình có gặp rủi ro thì không, nếu như trong trường hợp mình không bán được hàng thì như thế nào, đúng không ạ? Thì đó là cái yếu tố giúp cho chúng ta kinh doanh được thành công. Và Ngân nghĩ rằng nếu như trong cái rất là trong cái hoàn cảnh như bây giờ ạ, nếu mà chúng ta không thay đổi ạ, đúng không ạ, chúng ta vẫn giữ cái lối mòn cũ, chúng ta vẫn giữ cái công việc cũ, chúng ta vẫn cứ chờ đợi để cái dịch Covid nó qua đi, để mọi cái thứ nó được tốt hơn, thì có thể 1 năm sau, 2 năm sau mọi người vẫn không có gì thay đổi cả, thậm chí cuộc sống nó có thể đi xuống, đúng không ạ? Nhưng nếu mà chúng ta lựa chọn một cái cơ hội để chúng ta có thể bứt phá, đúng không ạ, một cái cơ hội kinh doanh rủi ro bằng không, thì ít nhất là chúng ta còn dám làm thì chúng ta còn có thể thành công, đúng không ạ? Nhưng chúng ta còn không dám bắt đầu thì chắc chắn là chẳng có điều gì xảy ra cả, và cái cuộc sống, cái công việc của mọi người có thể 1 năm sau, 2 năm sau, 5 năm sau nó vẫn vậy, vì dịch Covid cũng không biết bao giờ kết thúc, đúng không ạ?
Và cái việc mà chúng ta phải linh hoạt và chúng ta cần phải lựa chọn những cái cơ hội để chúng ta có thể thay đổi được cuộc sống, để có thể mang lại cho bản thân mình, gia đình mình, con cái của mình một cái cuộc sống chất lượng hơn, tốt đẹp hơn, thì Ngân thấy đây chính là một cái cơ hội kinh doanh cực kỳ tuyệt vời để các anh chị em có thể thử sức mình, đúng không ạ? Và không gặp rủi ro gì cả. Thì các anh chị em nào hôm nay là khách hàng ạ, thì có thể là mình nếu như mà mình chưa nắm được chính sách thì mọi người có thể inbox cho người đã giới thiệu mình vào Zoom, đúng không ạ? Để có thể hiểu thêm về chính sách chiết khấu của công ty, các chính sách thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời luôn. Và một cái môi trường kinh doanh như vậy thì Ngân thấy là không có lý do gì để chúng ta không ít nhất một lần dám thử, đúng không ạ? Để chúng ta thành công. Còn hơn chúng ta không bao giờ dám bắt đầu thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ nhận được bất cứ một cái kết quả gì cả. Thì Ngân cũng rất là mong là với những cái sự giới thiệu, chắc chắn là mọi người cũng phải rất là tin tưởng, đúng không ạ? Thì mới ngày hôm nay cũng mới vào Zoom để tìm hiểu về sản phẩm, để tìm hiểu về cơ hội kinh doanh. Thì Ngân cũng rất là mong rằng với cái phần chia sẻ về sản phẩm của mình cũng ít nhiều giúp các anh chị em có niềm tin với sản phẩm để mình trải nghiệm, để mình có thể bắt đầu một cơ hội kinh doanh. Và với những cái điều Ngân chia sẻ, các tiêu chí khi lựa chọn một cái sản phẩm kinh doanh, thì các anh chị em đã có thêm được cái niềm tin, đúng không ạ? Và có thêm được cái tự tin cũng như cái khao khát để mình có thể thay đổi cuộc sống, để mình có thể có được những cái điều tốt đẹp hơn. Thì Ngân cũng chúc cho tất cả các anh chị em là mình sẽ tự tin, đúng không ạ? Mình tự tin và mình lựa chọn là mình kinh doanh, để mình có thể một năm sau các anh chị em cũng có thể là ngồi, hoặc là có thể không đến một năm sau, đúng không ạ? 3 tháng, 6 tháng sau các chị em cũng có thể ngồi trên Zoom như Ngân chia sẻ về sản phẩm, đúng không ạ? Chia sẻ về cơ hội kinh doanh. Bởi vì tất cả chúng ta như Ngân cũng hay tất cả anh chị em đều là những người hết sức bình thường, hết sức bình thường. Và trong khi mà mình nắm bắt được một cái cơ hội kinh doanh như ở Phan An Green, mình được học tập, mình được phát triển và mình được tự do theo đuổi cái mơ ước của mình và mình dám làm, thì bây giờ mình cũng đã có được những cái kết quả nhất định. Thì Ngân mong rằng tất cả các anh chị em ngày hôm nay sẽ có cái sự lựa chọn thật là sáng suốt, thật là đúng đắn để có được những cái thành công cho cuộc sống của mình, và mình có thể là trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh mình cũng có thể có được những cái cơ hội để mình có thể phát triển được hơn, tốt hơn, và giúp cho cái cuộc sống gia đình của mình không bị ảnh hưởng quá nhiều, đúng không ạ? Và bản thân Ngân thì Ngân thấy vô cùng may mắn, bởi vì trước kia là Ngân làm cho công ty du lịch ạ, tức là công ty bán vé máy bay của Hàn Quốc. Và thực sự là đến tháng, Ngân nhớ là tháng 4, tháng 5 năm 2020 là cái lúc đấy là bắt đầu dịch bùng nổ đấy ạ. Là cách đây 2 năm đấy ạ. Là lúc đấy là bên Ngân là các nhân viên là nghỉ hết, chỉ còn mỗi Ngân là kế toán thì Ngân được giữ lại. Và Ngân làm đến giữa năm sau, giữa năm 2021. Thì thực sự nếu như lúc đấy mà Ngân không có cơ hội kinh doanh này thì chắc chắn là mình cũng sẽ giống như các bạn kia, mình lại phải chật vật, mình lại cũng lại bắt đầu phải đi tìm một công việc mới, đúng không ạ? Thế nhưng mà Ngân thấy là cái việc kinh doanh online như thế này nó cực kỳ là thuận lợi, và nó cực kỳ là một cái cơ hội rất là lớn cho mọi người, để mọi người có thể có được thêm một cái nguồn thu nhập rất là ổn định. Và kể cả trong bất cứ hoàn cảnh nào, mọi người thấy là Covid, đúng không ạ, thì Nice Beauty vẫn lan tỏa bình thường, đúng không ạ? Hàng tháng doanh số của mọi người vẫn rất là tốt luôn, mọi người vẫn bán được hàng và mọi người vẫn có thu nhập, kể cả khi mà mọi người đang phải ngồi nhà không có đi ra ngoài đường được, đúng không ạ? Có rất nhiều anh chị em có phải là khi mà mình đi làm, đúng không ạ, và mọi người dịch đến thì phải làm việc online, đúng không ạ, phải làm việc tại nhà, lương cắt giảm một nửa, đúng không ạ, thì cuộc sống mọi người sẽ ra sao ạ, đúng không ạ? Thì khi mà mình có được một cái cơ hội thì mình cũng hãy nắm bắt để làm sao cho bản thân mình có thể là mình sẽ có thêm một lựa chọn và mình có thêm một cơ hội để thành công, đúng không ạ? Thì Ngân chúc cho tất cả các anh chị em, đặc biệt là các anh chị em quý khách hàng ngày hôm nay, là sẽ có được những cái sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình và cho gia đình của mình. Thì bây giờ cũng đã khá là muộn rồi, nên là Ngân cũng sẽ xin phép được dừng cái phần chia sẻ của mình tại đây. Và Ngân chúc cho tất cả các anh chị em sẽ luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong mọi công việc mình làm và mọi lựa chọn của mình, để có được một cái cuộc sống và tốt đẹp hơn, cũng như là có thể vượt qua được cái đại dịch Covid lần này. Ngân cảm ơn tất cả các anh chị em quý khách hàng, cũng như các anh chị em đại lý, các anh chị em giám đốc và các CEO, các đại sứ của công ty đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe cái phần chia sẻ về sản phẩm, cũng như là cái phần tiêu chí lựa chọn sản phẩm kinh doanh, để giúp cho các anh chị em có thêm được một cái góc nhìn, có thêm được một sự lựa chọn. Thì Ngân cũng xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều, và rất là mong là sẽ có thể được gặp các anh chị em lần sau ở cái quy trình 15 ngày ra đơn vào thứ tư tuần này, đúng không ạ? Lúc đấy các anh chị em đã không còn là khách hàng nữa mà đã trở thành đại lý của công ty dược mỹ phẩm Pan Green, đúng không ạ? Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Vâng, rất là biết ơn CEO Tô Ngân ạ. Và các anh chị chúng ta hãy gửi những lời
Cảm ơn những lời biết ơn tới chị Tô Ngân đã dành thời gian quý báu của mình chia sẻ những kiến thức thực chiến, những kinh nghiệm từ bản thân của chị Tô Ngân chia sẻ cho chúng ta toàn bộ những kiến thức của chị ạ. Hãy gửi thật là nhiều những số 8 để cảm ơn chị Tô Ngân ạ. Và các anh chị có câu hỏi nào không ạ? Nếu các anh chị nào có câu hỏi, chúng ta có thể bật mic lên và chúng ta đặt câu hỏi ạ. Chúng ta sẽ có khoảng 5 phút để chúng ta đặt câu hỏi ạ. Rất là biết ơn chị Tô Ngân đã dành thời gian cho tất cả chúng ta. Vâng ạ. Các anh chị em chúng ta có câu hỏi nào không ạ? Đây là một cái cơ hội tuyệt vời thì các anh chị có thể là đặt câu hỏi được với chị Tô Ngân ạ. Không tránh trường hợp là chúng ta có những lúc được hỏi thì chúng ta lại không hỏi. Đến lúc mà sau sau chương trình rồi thì rất nhiều anh chị lại hỏi bên ngoài. Thì ở đây thì chúng ta có thể hỏi hỏi luôn một lần để mọi người cùng được nghe được không ạ? Có anh chị nào có câu hỏi, có thắc mắc trong quá trình mình sử dụng sản phẩm hay là về một số điều trong về cơ chế kinh doanh, chúng ta có thể đặt câu hỏi luôn ạ. Vâng ạ, nếu như không có câu hỏi nào thì chúng ta sẽ kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay ở đây và chúng ta có thể là đăng những bài để cảm ơn CEO Tô Ngân đã chia sẻ cho chúng ta. Đây là một cái nội dung để chúng ta quảng bá về những hoạt động đào tạo của công ty, là một trong những nội dung để giúp cho mọi người có thể là lựa chọn dễ dàng hơn, bởi vì là cái yếu tố đào tạo là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp cho các đại lý của chúng ta phát triển ạ. Và hẹn gặp lại các anh chị vào buổi tối ngày thứ tư trong quy trình đào tạo, quy trình 15 ngày ra đơn ạ. Và trong tuần này thì của công ty chúng ta cũng sẽ có sự kiện là khai trương văn phòng các anh chị nhé, sẽ có sự kiện là khai trương văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, nên là sẽ sân công ty cũng sẽ trân trọng kính mời các anh chị đến tham dự buổi khai trương văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Có thời gian, có địa điểm thì có thông báo ở trên nhóm rồi ạ. Nên là các anh chị chúng ta ai ở gần khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở ngoài Bắc này mà chúng ta khao khát, chúng ta mong muốn đến sự kiện đó thì các anh chị hãy đến tham dự. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ. Các anh chị có thể bật mic để gửi lời cảm ơn CEO Tô Ngân ạ. Cảm ơn CEO Ngân Tô, cảm ơn sếp Đạt. Người rất nhiều ạ. Và chúc cả nhà ngủ ngon ạ. Chúc anh chị ngủ ngon ạ. Cảm ơn chị Ngân Tô, cảm ơn anh Đạt.